Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Nghiên Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với chủ đề về công nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh một sản phẩm quay phim, một sản phẩm phục vụ cho công việc làm YouTube của chính bản thân mình, cũng giống như là công việc làm YouTube của rất rất nhiều người. Và ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh sản phẩm GoPro 10. Đây là một sản phẩm mà mình đã mua với mức giá là trên 13 triệu đồng. Và ngay bây giờ sẽ là một cái clip tân tật tật về những cái cảm nhận của mình về sản phẩm GoPro 10 này. Let's go! Ok, đầu tiên là về sản phẩm Go này thì mình đã bóc ra được hôm qua rồi. Mình trêu mọi người thế thôi. Đây là một sản phẩm được phân phối chính hãng bởi FPT nhé. FPT. Đó. Và trong hộp GoPro ấy thì nó sẽ có cái này. Mình mua bản bình thường thôi, chỉ có máy và có pin thôi. Thì nó sẽ có một cái hộp như thế này. Mình đánh giá rất cao về cái phần hộp này nhé. Phần hộp này nó được thiết kế kiểu rất là gọn nhẹ. Và đặc biệt là phần hộp này thì nói thật với anh em luôn là cái phần hộp này mình không biết là làm cái chất liệu gì, từ cái đợt mà Go 8 rồi Go 9 mình dùng đến tận thời điểm bây giờ thì cái chất liệu hộp này nó vẫn đem lại một cái cảm giác rất là thích. Và các bạn có thể cho cái GoPro vào đây. Đây, nói một chút về phần hộp nhé. Phần hộp ở phía bên trong thì nó sẽ có một cái hộp giấy như thế này. Nó có một cái dây tai si và nó có rất là nhiều giấy tờ đi kèm dành cho con Go này. Tuy nhiên là hôm qua mình bóc hộp xong mình bỏ ra ngoài hết rồi. Nó còn một vài cả một vài hình dán nữa cơ. Một vài hình dán ở trên GoPro. Bỏ qua phần phụ kiện nhé. Phụ kiện của nó chỉ có gồm pin này và cáp USB Type-C. Một cái hộp giấy đi kèm như thế thôi. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó là GoPro 10. Điều đầu tiên thì cái phần cải tiến đầu tiên của cái con GoPro này đó là nó sử dụng con chip GP2. Và đây là một con chip với cái tốc độ xử lý cũng giống như là cái chi tiết hình ảnh xử lý. Và đặc biệt là rất rất nhiều người đã nói về cái việc đấy là cái chip này nó xử lý hình ảnh chi tiết hơn ở trên những cái vlog của những người nước ngoài đã từng review cái sản phẩm này. Thì khi mà họ quay lên thì mình cũng thấy rằng là cái chi tiết của con GoPro 10 này nó tốt hơn so với GoPro 9. Cái điều thứ hai ở trên con GoPro 10 này là chất lượng hình ảnh của nó đã được nâng lên 5K3. Và mọi người biết rồi đấy, ở những cái clip kiểu 4K chuyển động ở bên ngoài trời ấy, nó đã nét đến như thế nào thì cái việc 5K3 nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ có một cái len gắn liền vào Go như thế này. Và cái len này thì nó có độ phân giải là 23 megapixel. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh chụp từ cái này. Chúng ta sẽ có 2K7 này, 4K và có 1080 theo kiểu basic bình thường. Thì mình cũng đã đi quay rất là nhiều cái clip bằng cái con này và mình sẽ cho mọi người xem một cách chi tiết nhất tất cả những cái mà GoPro đã auto cài đặt cho người dùng ở trên góc nhìn của GoPro về hình ảnh một cách chân thực nhất. Mình sẽ up video gốc sau cái đoạn review như thế này. Ok, thì chúng ta sẽ có tiếp này. Cái điều mà mình cực kỳ thích ở trên con Go này đó là nó sẽ có một cái cam trước. À không, không phải một cái cam trước, xin lỗi mọi người, nó có một cái màn hình ở phía bên đằng trước như thế này. Đó, cái màn hình này ấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào, đặc biệt là những bạn làm vlog ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các bạn căn chỉnh được khung hình ở bên trái, bên phải. Rồi các bạn có thể nhìn thấy các bạn ở phía bên đằng trước này nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Một đặc điểm nữa mà mình thấy rằng là nó có thêm phần cải tiến đó là cái con GoPro 10 này nó có thể chịu được nước đến tận 10m mà nó không cần phải có bao nhựa chống nước ở bên ngoài. Đó cũng là một trong số những cải tiến. Cái điểm mà mình thấy rằng là cái con GoPro này nó so với GoPro 9 ấy, GoPro 9 mà bản thân mình đã từng trải nghiệm qua ấy, thì cái con này nó, cái màn hình đằng trước này này, nó đỡ giật lag hơn. Nó đỡ giật lag hơn là con GoPro 9 mà nó còn nhanh hơn nữa. Còn so với GoPro 8 thì con này chắc phải to hơn GoPro 8 chắc phải đến khoảng 1.2-1.3 lần. Bản thân mình thì mình thấy rằng là cái sự đặc biệt mà chúng ta có thể nhìn thấy to hơn từ Go 9 đến Go 10 này là mọi người có thể nhìn thấy này. Cái cục pin của Go Pro 10 này, nó đã GoPro 9 và GoPro 10 thì dùng chung pin.
thì cái cục pin này nó đã to hơn rồi. Với hơn 1700mAh thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cho cái chất lượng kiểu quay phim được lâu hơn này. Nó cũng sẽ cho cái phần trải nghiệm sử dụng nó cũng được lâu hơn nữa. Bản thân mình thì mình đã từng sử dụng qua con Go, mà trong tất cả những cái clip đi chợ đồ cũ của mình ấy, thì mình cũng đã sử dụng toàn là sử dụng bằng Go thôi. Và cái cục pin của Go nó là một vấn đề rất nan giải. Khi mà các bạn quay những cái thước phim dài thì các bạn sẽ phải mang thêm một cục pin nữa, hoặc là các bạn sẽ phải mua một cái ấy, mà nó có cái khe hở ở đây này, để chúng ta có thể cắm trực tiếp vào trong cái sạc dự phòng để vừa cắm sạc vừa quay. Thì đấy là cách giải quyết. Tuy nhiên là mình thấy cách giải quyết đấy nó không hay, vì nó khá là cồng kềnh. Mặc mình cũng không biết là có phải là do con này mình mua mới không, nhưng mà mình có cảm nhận rằng là cái cục pin này nó thực sự là nó lâu hơn cục pin nhỏ của những con Go 8 trở về trước. Hoặc là cái việc đấy là nó sử dụng cả một cái màn hình trước này, thế nên nó mới phải tối ưu hóa cái cục pin cho nó to hơn để có thể sử dụng được cái này. Ngày xưa ở trên Go 8 thì nó chỉ chạy giờ xong rồi báo những thông tin ở trên này thôi. Ok, chúng ta sẽ có một cái mic ở phía đằng trên như thế này. Đó, chúng ta vẫn sẽ có một cái lẫy ở đằng này. Và khi mà các bạn mua Go Pro 10 ấy, thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái chân đế. Và cái chân đế này thì mình đang... Đây, cái chân đế chính hãng của Go Pro thì hiện tại là mình đang gắn nó trên mũ bảo hiểm như thế này. Để mấy hôm nữa khi mà mình đi quay ấy, mình đi quay những cái thước phim ở bên ngoài, và đặc biệt là đi xe thì mình có thể gắn được. Đó, về cơ bản thì nó chỉ như vậy thôi. Và chúng ta sẽ vẫn có những cái trải nghiệm gần giống với cả Go 9. Còn chất lượng hình ảnh ấy, thì mình cảm thấy rằng là con Go 10 này nó chi tiết hơn. Nó chi tiết hơn và nó... Thực ra có rất là nhiều người nói với mình, và thậm chí là bản thân mình khi mà dùng ấy, khi mà so sánh với cái clip của cái con Go 9 quay ra, thì mình cảm giác là màu của Go 9 có vẻ là nó tươi hơn, và cái màu của Go 10 thì nó bị thực tế hơn ấy. Nhưng mà về cái chất lượng hoàn thiện của con mấy con Go này này, thì mình thấy là nó hoàn thiện rất là tốt với cái chất lượng cao su và những cái kiểu đây, ví dụ như kiểu những cái chi tiết nho nhỏ như này, nó được làm rất là tốt. Cái này là mình đã dán vào đây rồi và mình sẽ bóc ra cho anh em xem. Thực ra cái miếng dán này mình thấy nó cũng không có quá nhiều tác dụng đâu, nhưng mà đợt trước là mình có rơi con Go 8 một lần đây, đó nét đét luôn. Và ngay sau đây thì mình sẽ cho mọi người xem toàn bộ liên quan đến hình ảnh, những thước phim mình quay được và chất lượng âm thanh. Mình sẽ để chất lượng âm thanh gốc của con Go này nhé. Còn việc setup con Go này thì cực kỳ đơn giản luôn. Khi mà chúng ta bật cái Go lên nhé, thì ở đây này, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn. Và cái nút nguồn này nó sẽ được chuyển từ chế độ là, đây ví dụ như kiểu là chụp ảnh này, photo, chuyển sang photo. Đó, chuyển sang time lapse này. Đó, lại chuyển về quay phim này. Ở quay phim này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ, và chúng ta chỉ cần ấn vào đây thôi. Ấn vào đây là nó sẽ ra tất cả những chế độ. Ví dụ đây là những cái chế độ mặc định này. Ví dụ như là quay 1080, 4K, 2K7 hay là 5K3. Đấy, kiểu đấy thì nó có ở trên này hết. Chúng ta sẽ có những cái cảm ứng ở phía xung quanh, và chúng ta cứ ấn vào đấy và chúng ta tự mò thôi. Cái này thì đơn giản, mình nghĩ là không cần thiết phải hướng dẫn. Cái quan trọng nhất là cái chất lượng hình ảnh nó như thế nào thôi. Mình có cả clip quay ban đêm của con này và clip quay tháo năng của con này. Thì ngay bây giờ mọi người sẽ tự đánh giá bằng cái việc đấy là bản thân mình sẽ cho mọi người xem từ đầu đến cuối. Hello tất cả anh em, thì ở trên tay mình hiện tại là mình đang không sử dụng gimbal nhá. Đây là chế độ đầu tiên của GoPro, và đây là những thước phim được quay với độ phân giải là 1080 60fps. Chúng ta sẽ có Hyper Smooth, mình đã bật lên rồi. Và góc nhìn của nó là góc nhìn Super View, tức là góc nhìn rộng nhất nhé. Đây, mình sẽ quay sang trái, quay sang phải để anh em xem. Sau đấy là mình sẽ đổi từng chế độ một để cho anh em có thể xem chất lượng quay phim. Hiện tại là cái ánh sáng ngoài trời đang là ánh sáng bình thường. Ánh sáng ngoài trời đang là ánh sáng bình thường nhé. Và hôm nay cũng không nắng gắt quá, trời Hà Nội đang khá là lạnh. Đây là những cái đoạn video được quay với độ phân giải là 2.7K và với những cái thông số mặc định của nhà sản xuất. Thì thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang để
kiểu auto để cho mọi người có thể có một cái góc nhìn kiểu rõ nhất về những cái chế độ auto của chiếc GoPro. Điều này nó sẽ giúp cho tất cả những bạn nào, đặc biệt là những bạn chưa từng sử dụng GoPro, sẽ có một cái góc nhìn chân thực nhất về cái việc đấy là nếu chúng ta sử dụng những cái chế độ mặc định thì nó sẽ như thế nào. Đây, khả năng chống rung. Tiếp tục là chế độ 4K với độ phân giải là 4K 30fps. Thì đây là những thước phim của 4K. Mình sẽ xoay một vòng cho anh em xem nhé. Đó, chuyển động con người này. Và mình sẽ chạy cho anh em xem. Đây là mặt trước của GoPro. Xin chào tất cả anh em. 4K 30fps Super View và tất cả để ở chế độ mặc định. Đây là cam trước. Kể cả là mic thu âm, ngày hôm nay thì mình đã không sử dụng adapter hay là mic rời dành cho con này, mà mình đang sử dụng một cái mặc định, đó là mic của GoPro. Cái cam trước của con này rất là tiện khi mà các bạn có thể căn được, chỉnh được góc này, trái phải, phải trái. Kênh của chú á? Kênh của chú thì đây mọi người, đây là 4K 60fps nhé. Đây mấy thằng trẻ con này trong xóm của tôi này, mấy thằng đốt phá trước mà lên clip TikTok được 60.000, à hơn 100.000 view này. Hello motherfucker. Đó, đây là 4K 60fps nhé. À, chú quay cho mọi người xem là cái hình ảnh của nó như thế nào. Đây, cái tay của mình đang lắc đây. Quay là như chất lượng 4K đúng không? Chất lượng 4K đấy. Còn đây là chất lượng cuối cùng ở trên những cái chế độ mặc định. Đây là chất lượng 5K3 với góc nhìn vẫn là Super View. Và ở trên cái lens của cái GoPro này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái góc nhìn ở trên này. Đây, đây là 5K. Mình sẽ chạy cho mọi người xem nhé. Đây, mình sẽ chạy và tay không cầm bất kỳ một cái gì. Tả Thanh Hoài này, gia đình có F0 đang cách ly, không lại gần. Đây, phía trong của cái ngõ mình đang ở. Con tên là gì? Tinh. Tinh à? Kêu gọi mọi người subscribe kênh cho chú đi. Kênh chú tên gì? Tên là Cường Kiên Thân. Cường Kiên Thân. Cả ba chữ đầu viết hoa. Đấy, đây là 5K3 nhé. Làm gì? Vâng, bọn trẻ con. Trò chơi mất dạy của tuổi thơ. Hello. Hello.